Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Bây giờ hiện tại đang là 1 giờ sáng ngày 6 tháng 9. Thì mình hơi bận, đâm ra là mình sẽ khui cái cửa hàng cho anh em xem vào cái khung giờ này. Không nói to được nhưng mà mình sẽ show hết sản phẩm cho anh em xem cho sướng. Là rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần sale của năm ngoái, là mùng 9 tháng 9 năm 2021. Thì cái sản phẩm TT03 của mình hết rất sớm. Năm nay mình đã phải đặt một số lượng lớn hơn. Hiện tại kho nhà mình đang tồn kho khoảng tầm 30 cây, nhưng mà mình vẫn phải nhập thêm là 100 cây. Thì đây hình như là kiện TT03, mình không nhầm là như vậy, thì đây là 100 cây. Đó, mình sẽ khui cho anh em xem nhé. Cái TT03 thì giá niêm yết nhà mình là vẫn là 980.000, trong cả năm mình đều bán như vậy. Niêm yết một năm có 1 đến 2 ngày sale. 1 đến 2 ngày sale là nó sẽ về giá khoảng tầm hơn 600 ngàn một chút anh em nhé. Vẫn full bộ phụ kiện. Và cái hàng này nó rất là hot. Năm ngoái sale là anh em mua khi được khoảng tầm vài tiếng là đã hết hàng rồi. Nghĩa từ tối hôm trước đến trưa hôm sau đã hết sạch hàng mất rồi. Năm nay mình rút kinh nghiệm mình nhập nhiều hơn mọi người nhé. Có đúng không? Là đúng rồi. Lần này về 100 cây mà shop đóng cũng không kỹ lắm nên là mình cũng hơi lo. Bình thường về 30 cây thì có thể sẽ an toàn hơn đấy. Không biết 100 cây này có bị vỡ đầu cây nào không. Cái TT03 này là của thương hiệu Sifem mọi người nhé. Lần này thì hình như là có đủ sách luôn đấy. Một giờ sáng ngày 6 tháng 9 có phát hàng rất là nhanh, kịp về ngày sale. Ngày mai là mình sẽ test chất lượng sản phẩm, xem phụ kiện nhé. Phụ kiện để hơi ẩu này, đây là cái cuốn sách này, cuốn sách đi theo sáo nha mọi người nhé, cuốn sách đi theo sáo. Cái thứ hai là phụ kiện gồm hai gói màng. Đây mình check, mình show cho anh em xem luôn này, hai gói màng của hãng. Đây gói màng của hãng là như thế này. Đó. Và bên cạnh đó có thêm cục agao. Đó, cục agao rồi là cái dây treo cũng như cái ốp bảo vệ, một cái catalog hướng dẫn các nốt. Phụ kiện nó như thế thôi. Nó vẫn như mọi khi thôi, mình xem nó có cho thêm mình cái gì không. Hình như là không. Hôm trước mình đặt của anh Đông Xuyên Hua, anh còn cho mình một gói măng khô. Mình ít ăn măng là hôm qua hôm kia mình mang về cho bố mẹ mình ở quê. Hôm 2 tháng 9 ấy, mình mang về quê, mình không ăn. Nói chung là cũng muốn thử đấy, nhưng mà hôm đấy về không có dịp nấu. Đây, bộ phụ kiện này, đây là sáo mọi người nhé. Thì, ôi, làm sao đủ nhỉ? Đủ 100 cây không? Phụ kiện quá nhiều phụ kiện anh em. Quá nhiều phụ kiện, đâm ra là cái thùng nó to. Chuyện này chuyện ship cũng chết này. Thì lần sale này mình sẽ gửi đủ sách cho anh em này. Cái TT03 này phụ kiện của nó ngoài cái này thì nó còn được thêm một bằng rung A nhé mọi người nhé. Ngoài cái phụ kiện này còn được thêm một bằng rung A này, rất xịn sò này. Và một cái bao da nữa mọi người ơi. Đây mình lấy bao da cho anh em xem nhé. Ngoài cái phụ kiện này của hãng này, mình sẽ tặng cho anh em một bằng rung A và một cái bao da như này. Bao da rất là xịn sò như này, có cả quai đeo. Thế bình thường cái bao da này anh em mua sẽ là 100.000 nhé. Đó, tất cả kể cả home sale mình cũng bán cho anh em với cái giá khuyến mãi và vẫn đầy đủ phụ kiện mọi người nhé, không thiếu gì hết. Và hàng toàn tuyển hàng ngon, không có chuyện là nhặt hàng nọ hàng kia rồi khuyến mãi. Đây cái mặt hàng hot nhất nhì, bởi vì anh em sale anh em cũng khá là khôn, bởi vì anh em toàn chọn hàng đắt anh em mua thôi, chứ những ngày sale anh em không mua hàng rẻ. Đây là mình check cho anh em, anh em check kỹ giúp mình nhé. Cái logo này chính xác là hàng của Sifeng này, Sifeng Tây Phong. Đây anh em nhé, em để ý kỹ cái logo này, chuẩn hàng nhé. Nhưng trên thị trường nhiều cái cây nó cũng khá là giống như này, nhưng nó không phải của hàng của Sifeng, thì chất lượng có thể là nó không ngon bằng. Đó, được. Cây nào cây đấy là già keng keng này.
Rồi, bà kỳ lạ. Tí mình sẽ đếm lại số lượng xem nó có đủ 100 cây không. Nghìn sale khoảng, hơn 600. 600 gần 700. Nói chung là anh em bớt được khoảng tầm hơn 300 nghìn đấy. 1 triệu bớt khoảng 600 mấy. Nói chung hơn 300 nghìn, anh em tiết kiệm khoảng hơn 300 nghìn trong ngày sale. Mà chưa kể những ngày hôm đấy mình sale trên Shopee còn được miễn phí vận chuyển cơ. Anh em được miễn phí vận chuyển, không mất xu nào tiền ship cơ. Vẫn gói hàng đầy đủ phụ kiện, dán màng rung 100% anh nhé. Dán màng rung 100% để test âm cho anh em trước khi gửi. Anh em nào mà nhận được hàng mà không dán màng rung anh em nhắn cho mình. Bởi vì 100% sẽ đều dán màng rung và test âm. Với cái sáo tiền triệu chứ có phải là hàng rẻ đâu mà mình cứ thế mình gói. Tất 100% là test âm. Ok em nhỉ. Thôi khui hàng đi thôi, có một sản phẩm thôi, thực tế mình về 4-5 thùng nhưng mà nó không phải là sáo. Mình khui sáo thôi, anh em trên kênh mình xem sáo thôi. Tí mình sẽ mở ra một check lỗi. Check lỗi bên ngoài, ví dụ như là nứt giật vỡ. Thế anh em mình xin phép được kết thúc video đây nhé. 1 giờ sáng rồi. Toàn hàng ngon thôi. Hàng cây nào cầm đầm tay cái thùng 100 cây bê vào khá là nặng, khệ nệ luôn. Hai đầu sừng. Thân trúc tím tròn, loại này công nhận là giá rẻ. Nhưng âm ngon. Ok, chào anh em nhé. Xin chào anh em.